Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh DNA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các sản radio, các sản robot, các sản IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản du lịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký kênh để liên tục những giờ mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong nội dung video chia sẻ hôm nay, mình sẽ gửi tới các bạn dự án Soradex. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start và teleport. Tiếp theo chúng ta nút cho rope và được cho group Telegram channel như đầu tiên. Một tiếp Twister. Ta mở kênh Twister này. Do vào kênh liên kết này. Cũng như là một Twister kênh liên kết này. Bây giờ các bạn nút đăng ký cho mình nhé. Nếu hỏi bot là cái hộp, mình sẽ chọn cái hộp nhé. Điền email này. Chúng ta sẽ điền địa chỉ ví Solar Solet để chúng ta tham gia dự án này. Chúng ta ấn vào phần login copy phần địa chỉ ví này. Bên đây này. Bây giờ ta sẽ đến nhiệm vụ Twitter, ta follow các kênh Twitter của nó này. Copy username Solades. Này chọn cái đầu tweet này. Thêm username phần comment này, phần nút tweet này. Bên này khả năng là mình sẽ like và retweet lại luôn. Retweet là bài đăng này luôn. Mở profile này. Đăng lại sẽ khai báo thông tin. Bên này chúng ta sẽ like và retweet trực tiếp luôn. Ở trong phần profile chúng ta copy phần profiling của Twitter ở phía đây này. Đi tiết ninh chúng ta chọn tiết Defni, chọn phần thời gian bài đăng có gắn username ấy. Dán vào phần thời gian bài đăng và sao chép phần link. Và chúng ta paste phần link từ dưới đây này. Chọn yes này. Ồ, có hai link đi tiết anh em ạ. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải đi tiết lại trong cái bài đăng này. Scroll support thêm username của nó vào. Like, chọn close tweet này. Paste đây ở nút tweet này. Và ta vào phần view để lấy link cho nhanh. Cũng phần lấy link tương tự. Chọn ever join này. Chọn ever join tiếp này. Ở đây chúng ta cho một trong ba group. Ở đây mình đã join group thứ ba rồi anh em nhé. Chúng ta chọn donor là xong. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với trình group của dự án Choraladex. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.